Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà nhiều vui và hạnh phúc. Đậu rộng đi qua tới đó rồi. Thì hôm nay mình chở thằng Cuốn đi chơi. Thì nãy giờ cũng quay mấy hai ba clip ở khu vực này rồi. Thì bây giờ thằng Cuốn nó mệt, mình cho tụi nó ăn uống. Thì mình có nãy trên đường đi á, ghé đầu đầu hẻm đầu đường á, mua mớ xúc xích với chai nước uống. Được ăn xúc xích mà cả nhà ơi. Cho thằng ở trong chuồng ăn trước nè. Nghe mùi rồi. Thiếu gì? Ra đây làm cái chỗ để ăn nè. Thiếu gì để cho ăn là nó đã luôn. Rồi xong hết 6 cây luôn, này 5 cây chứ không phải 6. Uống nước nè. Uống đi, mình uống luôn.
đó rồi, ăn uống đi đó, trong cái bịch là nước đó. Cứ nghe mùi ngay cho đó là giờ không có rời cho khỏi vị trí đó. Rồi thấy 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 người ta sủa luôn kìa. Không phải. Ờ, thấy cái hai chú chó, chú bé kiển của người ta sổ luôn. Ôi sổ rần rần luôn kìa. Thôi đừng cự người ta, đất của người ta mà mình cự gì. Đằng kia có một chú chó bị cọt lại nên nó sủa dữ luôn. Rồi dọn dẹp về. Đói rồi. Tối rồi về cả nhà ơi. Lâu lâu đi chơi. Thôi xin dừng video tại đây. Chúc cả nhà thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha cả nhà. Đó, thì lúc nào mình cũng trong người mình cũng có đeo khẩu trang và cái chai khử khuẩn thôi mà. Để nói chung duy trì sức khỏe chứ không gì. Đàn cuốn của mình rất là đông, mình rất là sợ. Thôi xin chào.